Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với PHD Tron. Hôm nay tôi sẽ làm thí nghiệm hút 1.000 điếu thuốc để xem điều gì xảy ra khi con người hút 1.000 điếu thuốc. Thì đây là 1.000 điếu thuốc, tôi sẽ thực hiện thí nghiệm. 1.000 điếu thuốc này tương đương với 50 bao thuốc. Thì theo tôi thấy các bác, các anh xung quanh tôi hay hút một ngày một bao cơ. Tức là chỉ khoảng 50 ngày là các anh các bác tôi là hút hết 1.000 điếu. Chính vì vậy tôi muốn làm cái thí nghiệm này để xem là khi con người hút 1.000 điếu thuốc thì điều gì sẽ xảy ra. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành thực nghiệm thí nghiệm. Thì thí nghiệm này cũng không phải tôi hút thuốc, mà Vinh cũng hút, máy con cũng hút, mà là cái máy do tôi chế tạo ra này sẽ hút. Đấy. Thì tôi sẽ gắn những điếu thuốc lên đây, sau đó sẽ dùng máy hút bụi hút cái hơi thuốc lá chui vào trong cái bông này để xem chúng ta thu được gì sau 1.000 điếu thuốc nhé các bạn nhé. Thì đã có một clip tôi làm clip về thuốc lá này rồi. Thì lần đấy tôi có đổ nước mắm vào thuốc lá để cho Vinh tiền lẻ. Thế là từ cái ngày tôi cho Vinh tiền lẻ, thế là Vinh tiền lẻ bỏ thuốc rồi. Bây giờ cả tèm tôi là không ai hút thuốc đâu. Mọi người muốn xem lại cái clip cho Vinh tiền lẻ hút thuốc lá chọn nước mắm thì các mọi người bấm trong phần bình luận nhé. Tôi để cái link video để ở bên dưới ở đấy. Cái video đấy chắc làm từ năm 2018. Thế từ ngày đấy là Vinh tiền lẻ bỏ thuốc hẳn luôn đấy. Sợ lắm. Hút thuốc lá này độc hại lắm các bạn. Các bạn nào mà chưa nghiện hẳn bỏ đi nhỉ. Vinh tiền lẻ chưa hút tì tì nhỉ. Giờ tôi sợ lắm. May của anh cho mày thì mày bỏ thuốc, mày phải cảm ơn anh chứ, mày phải nhân clip này phải cảm ơn anh Dưỡng đấy. Ô thằng này. Cảm ơn đi. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn, nó phải chân thành một tí, mày cảm ơn anh nhớ. Cảm ơn anh Dưỡng. Không. Chưa? Cảm ơn chân thành là mày phải có quà cho anh chứ, có phần thưởng gì cho anh chứ. Thật vậy, các bạn nào mà trẻ đừng có nên dại dột gì mà hút thuốc lá làm gì. Sợ lắm. Thuốc lá này hại phổi lắm. Đây thì clip là anh muốn thí nghiệm này để xem là hút 1.000 điếu thuốc nó sẽ như thế nào đây. Làm thí nghiệm cho các bạn trẻ xem đây, xem là tác hại của thuốc lá này. Ôi hết nhanh lắm. À, tí là hết nhanh chân lên. Ui, một điếu nhanh lắm. Nhanh lắm, cái này kéo thì mấy. Mày chết, mày không cháy được à? Ui, cầm bầm à. Lửa hết, sao hết nơi gì? Hết điếu thuốc rồi. Ui dạ, đang đổi màu, sắp đổi màu mỡ. Đấy à. Ui. Màu vàng vàng rồi, trắng vàng rồi nè. Ui vẫn nhanh nhỉ, sao nhỉ. Cái này chỉ vài giây một điếu, ra vài giây điếu. Đi kiểu đi khẩu trang mà, anh con lấy khẩu trang y tế vào đây. Các bạn mấy anh em tôi không hút thuốc ấy, nên cũng không ấy. Say mang tiếng bịch kiểu trang kìa. Đang làm thí nghiệm thì cái chai này nó méo rồi các bạn ạ. Thì thôi kết thúc thí nghiệm tại đây thôi. Chỗ này độ khoảng còn 400 điếu nữa. Thì tức là mới chỉ làm thí nghiệm khoảng độ 600 điếu thôi. Thì cái chai nó đã méo này rồi. Thì bây giờ sẽ dừng lại và để cắt ra, để cho mọi người xem là những cái chất của thuốc lá nhá. Cái bông màu trắng bây giờ đã chuyển thành màu vàng rồi các bạn ạ. Cả bên trong bông luôn này. Cả bên trong luôn này. Các bạn thấy là nó ngấm kinh khủng chưa? Rất là kinh khủng. Màu vàng hết. Quá sợ luôn. Nó có một cái chất màu vàng như này. Rất là đặc nhá các bạn nhá. Đặc kệt luôn này. Này, quét ra tay tôi cho các bạn nhìn này. Đấy. Này, đấy. Này, nhìn này. Đấy. Đấy, găng tay màu trắng nó chuyển sang màu vàng các bạn biết rồi đấy. Đấy. Này mới bạn đã hút nhiều thuốc. Đây là cái chai này, cái chai nhìn này. Đấy nhá, các bạn nhìn này. Tôi quét dùng một ngón tay quét này. Đấy, ui giời. Thấy chưa? Rách ui rách luôn găng tay. Tạo một lớp luôn này, đen xì luôn này. Thế này mà vào cơ thể thì không biết làm sao. Còn nữa này này. Ở cái đầu này này. Đầu này giống như là cuốn họng của mình ấy nhỉ. Ừ, đây là đây. Đấy, quay gần nó sáng, quay gần nó đây. Đấy, anh bỏ găng tay ra cho thực tế. Nhìn nhá, các bạn nhìn nhá. Tắt đi vào không anh ơi. Đấy. Ui ôi, giống như cái cuốn họng này. Kiểu như là cái những cái chất này nó đọng ở cuốn họng ấy, các bạn nhìn này.
Rồi. Quét thế nào ta? Im im để mày. Ui ôi, các bạn nhìn chưa? Một cái chất đặc kẹt luôn. Đen xì. Nó này nó vào trong cơ thể thì thật sự là rất là độc. Ôi. Quá kinh khủng luôn. Một lớp cái lớp đen đen này bao bọc phổi của chúng ta thì các bạn bảo là có độc hại không? Chỉ có đen phổi thôi. Đen phổi thôi, thằng Vinh nói anh ta anh Tinh. Thế thì cái phổi của em để dùng để lọc không khí để thở. Bây giờ cái phổi của em mà bị bọc một cái lớp lớp này nó lên thì đen nó khó thở, thằng chết. Cái ống này đang màu trắng chuyển sang màu vàng, các bạn nhìn chưa? Đây. Tất cả mọi thứ nó chuyển sang màu vàng hết. Và nếu khi các bạn hút nhiều thì các bạn sẽ như này. Nó sẽ có một lớp cái chất đen đen nhầy nhầy như này dính trong phổi của chúng ta. Nói chung là tôi không biết về cái chất khi thuốc lá sinh ra nó có cái gì, nhưng mà tôi chỉ làm thí nghiệm như này thôi mà tôi thấy nó như này rồi là chứng tỏ là thuốc lá rất là độc hại. Cái phổi chúng ta rất là quan trọng, mà khi các bạn hút nhiều thuốc lá mà phổi các bạn bị bao bọc bởi một lớp chất kiểu như cái đen đen xì này mà bao bọc xung quanh phổi thì phổi chúng ta sẽ yếu đi. Yếu khó thở, dần dần thành khó thở. Đi rửa tay đã các bạn ơi. Để tay sờ vào mấy cái chất lại ghê, cái mà tôi không hút thuốc bao giờ, tôi đi rửa tay đã xong rồi nói tiếp. Thì qua clip này tôi cũng khuyên tất cả các bạn trẻ và các ông, các bác, các chú, các anh là hút ít thuốc thôi, cũng cố cai thuốc đi. Chứ theo tôi thấy là hút thuốc rất là có hại sức khỏe. Như các bạn thấy thí nghiệm tôi đấy, có cái chất đen xì là các bạn biết đấy. Tôi làm cái clip này là do các bác, các chú ở xung quanh tôi là hút thuốc nhiều quá. Xong là tôi mới nghĩ ra cái ý tưởng này để chứng minh cho mọi người thấy là thuốc lá rất là có hại cho sức khỏe, có hại cho phổi của chúng ta. À đúng rồi các bạn ơi, Vinh tiền nẻ bỏ thuốc lá rồi, nhưng mà thuốc lào nó vẫn hút. Mọi người cứ lấy cái thí nghiệm của tôi làm gương. Các bạn hút thuốc trong vòng 1 tháng, cái phổi của các bạn sẽ như này. Nó sẽ chuyển sang màu vàng, à đâu, không phải, mà là màu đen. Cái thí nghiệm của tôi nó không thực tế. Ở ngoài thực tế là cái phổi của bạn sẽ thành màu đen. Một chất màu đen mà lúc tôi lấy ở cái cuống này. Đấy. Khi các bạn hút thuốc thì phổi của các bạn sẽ chuyển sang màu đen như này này. Đấy. Này. Màu đen như này, đen xì như này, đấy. Nói chung là cực kỳ hại cho phổi của chúng ta. Thì qua clip này tôi cũng khuyên tất cả các bạn là hút thuốc ít thôi. Mà các bạn trẻ đang tập luyện hút thuốc thì cũng dừng lại, không hút nữa. Không báo bổ gì cái thuốc lá cả. Có hút thuốc thì tôi thấy có đâu gì tốt đâu mà các bạn hút làm gì. Nói chung là tôi khuyên tất cả mọi người là lên dừng lại, cố gắng bỏ đi nhá. Phổi đang yên bình thường, tiên có một lớp nhầy đen xì bao bọc phổi thì quá kinh khủng nhỉ. Không hút thuốc nữa nhá. Khổ thân cái máy hút bụi này, vừa mua về đã bắt hút 1000 điếu thuốc rồi. Vinh Tiền Nẻ được làm thí nghiệm mười mấy điếu thuốc đã say rồi đấy. Say kiểu say thật, cứ đào đảo các bạn. Mà đấy được người không ấy. Thật, em người kiểu giờ cứ lâng lâng kiểu gì. Tại vì lúc trước cũng rượu nữa rồi mà giờ kiểu giờ cái kiểu phê phê nữa. Đồng làm thí nghiệm với thuốc cũng say thì được, thằng giỏi đấy. Thế tôi mới không hút thuốc nữa. Vậy là xong clip. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay, cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.